Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
đường về về. Thank you.
trường là cái trước là khai báo hộ thân khỏe một cái lên tuổi có lẽ là phải là hành động cần phải hơn con người của họ vươn lên thì một người biết tôi là sâu nâng tay lên,
Siết cơ bụng,
vô xuống. Đúng rồi, nhiều khi nó hết chân. Chứ để nó bị vô, cái gấu là bị hấp hát, gấu. Thả tay xuống, thả sau, thả lỏng, thả sâu, cho họ nghỉ mệt 2-3 hơi thở rồi mới tập tiếp. Hít thở đều vào đây. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ vươn hai người hít sâu vào. Các em cũng phải lọc thêm. Thank you.
năm. Đó là lớp về cực kỳ yên cương. Hai chân kiểu gì? Tự nhiên quỳ lên cái ngã tiền. Nó có biết là hai chân. Còn hai cái đầu gối thì là chững lại hay là tách rộng bằng hông? Không, lên phải diễn tả chứ. Lên là đầu gối đang chững mà. Lên rồi á là em phải nói là hai đầu gối mở rộng bằng hông, dựng hai mũi bàn chân lên. Phải biến đặt từ từ họ mới biết chân rồi tới tay rồi tới hơi thở. Hai đầu gối tập bằng hông, dựng hai gót chân lên, hít sâu vào, vươn hai tay lên cao, từ từ lần tay xuống, đặt tay trái lên gót chân trái, ngoài ra sau kết mông đùi bụng vào. Yến như tập theo kiểu thể dục quen rồi cho nên cứ bên trái trước không à? Mắt nhìn theo tay, nhìn lên hút sâu và từ từ đưa tay phải vào chân phải, mắt nhìn theo tay đưa tay sau, hít sâu và lên, từ từ thả tay xuống, ngồi về tư thế yên tĩnh. Xoay người qua phải, chống hai tay xuống, dùng tay xuống cái bụng thẳng bước ra. Tay trái bám chặt lên bằng ngón phải, vươn tay phải lên nhíu sâu, nghiêng lườn trái xuống, đùi trái thở sâu.
vòng tay phải, không, tiếp tay trái ôm đầu gối phải, đầu gối phải ổn đầu, nó vòng tay phải qua đầu đúng không? Trời.
hơn của do cái tay chưa mở là nó sẽ vô cái cổ tay đó, nó sẽ bắt đau cái cổ tay. Mình mở tay mở trên trên nhiều hơn, đạp chân đẩy căng lồng ngực, xiết mông đùi bụng lại, đẩy mở tay đi nào, thứ nhất đẩy tới rồi thả lỏng ra nghỉ mệt, hít sâu lại nhấc đẩy tới, thở ra xiết mông đùi bụng lại, lại nghỉ mệt hít sâu. Lại đạp chân đẩy căng lồng ngực lên, thở ra, nghỉ sâu. Đẩy hết chân rồi mình có thể đi chân vào để cho đẩy vào vai và vào lưng trên, đẩy lên, thở ra. Lần nữa hít sâu vào, xiết mông đùi bụng đẩy, thở ra.
Từ từ đặt đầu xuống trượt dài cỡ hạ người. Co gói lại tay ôm gói, nhiệt gói lên massage thắt lưng. Hít thở sâu vào điều hòa hơi thở. Cái cổ tay đã đau mình có cố, mình phải mở vai với mở lưng trên. Hai chân khép sát, tay xuyên theo thân cái chuỗi của bài tập. Thế, đặt bụng nha, mình đặt bụng, mình đi chuỗi luôn á, mình đặt bụng xong. Vô cái cài, đèn, không, cái chuỗi bài á, chuỗi bài tập dài á. Vô như thế thì cái tuổi á, cái tuổi cao á, gọi là tuổi bài, cái cài, chân đèn, cái cầu, cánh xe, thở hết hơi ra, cái cài, chân khép, tay ấp xuống sàn, siết cơ bụng, ép thắt lưng xuống, phía sau vào, siết cơ bụng, nâng hai chân lên vuông góc với thân, thở ra. Ví dụ như mình tập đây 10 lần nè, hạ xuống cách sàn, hít sâu vào, hai lên, xếp cái bụng, thở sàn. Đó, ví dụ lần cuối rồi nè, hít sâu vào, ấp tay vào mông, bụng từng rốt sống, chân qua đầu cái cài, thở sàn. Ngón chân chạm sàn hướng về phía đầu, căng gót đẩy, gót chân ra. Hai tay úp vào hông, thở ra, tập trung cảm nhận cơ thể, cầm thu về ngực, à, không đưa cầm lên trần nhà, cầm thu về hõm ngực, gót chân đẩy xa ra, căng từ gót chân lên gân khéo, lên cơ mông, lên cơ lưng và dọc lên cột sống, lưng tới cổ vai gáy, cảm nhận sau đi nào. Thả lỏng toàn bộ khuôn mặt ra, thở đều. Ai mà thấy mặt khó thở thì nâng chân lên đúng cái cài thôi, đừng chạm sàn. Còn thoải mái thở thoải mái thì những người kém bụng bự lắm nó sẽ chèn ép khó thở. Thầy cho họ nghỉ cài thôi. Tay đỡ không nè, hít sâu vào duỗi chân lên, chân đàn đứng thẳng ra trên vai, thở sàn. Giữ lên, đứng thẳng lên, hít thở đều. Đẩy càng thẳng người thì chuyển vào cây cầu càng nhẹ nhàng. Nhớ là hai tay úp đỡ hông và kết hai khuỷu tay lại song song với hai vai. Hai khuỷu tay song song hai vai, đỡ hông lên, tiến lại gần màn hình nhìn đi. Tiến lại gần màn hình nhìn đi. Đỡ càng thẳng lên chừng nào, đứng thẳng trên vai chừng nào, xuống cái cầu nhẹ nhàng chừng đấy. Co chân trước, chân sau, co từng chân lại, thả lỏng cột sống lưng, thả từ từ, từng chân chạm sàn, vào cây cầu, nhẹ nhàng, chứ nếu không là sẽ đau cổ tay, mình rớt chân bịch bịch là đau cổ tay. Chân chạm sàn cây cầu đầu gối gốc vuông, giờ rút tay ra chống ngược hai tay ngang vai để lên bánh xe. Thở hết hơi ra, hít vào, nâng vai lên, rút đầu vào, nghỉ mệt ở đây một hơi thở. Trụ chắc đầu gối, chống chắc tay xuống, nhớ xòe rộng 10 ngón tay ra. Bấm chặt tay xuống và đẩy căng lên,
cảm nhận lực từ ở trên vai tới xuống cổ tay. Đừng để cho nó gắt cái cổ tay. Đẩy căng lồng ngực lên, mở vai, mở lưng trên, siết mông đùi bụng. Nghe đau thắt lưng là thoát thế liền. Đau thắt lưng là không cố gắng mà đẩy, đẩy là vào thắt lưng hết. Mình đang đẩy tới để mở vai, mở lưng. Hít thở đều. Đặt đầu xuống, trượt dài cổ ra. Nhớ là hạ đầu, hạ cổ, hạ vai, hạ lưng theo trình tự, đừng có hạ mông xuống trước. Co gối đen, ôm gối, massage lưng nhà, hít thở sâu. Còn chưa lên bánh xe được thì